Chào anh em nha. Đây là một con Mitsubishi Auto Clear nha anh em. Đấy. Auto Clear. Làm tự động vệ sinh máy nha. Còn rất là đẹp. Bao ring bao đẹp cho anh em mình luôn nha. Đuôi cũng còn rất là đẹp luôn. Con này lớn nha anh em. Con này 5618 sản xuất 2018 nha. Cái đầu 56 này. Hai đuôi nó nè. 5618 nha. Hay mấy cái dưa con này thì nó đắp chấp hồng lớn nha anh em mình. Nó tầm khoảng 25 mét vuông. Nó tầm khoảng 75 mét khối trở lại là bao ok, bao lạnh anh em mình nha. Mấy đầu 56. Tôi nói 2,5 người luôn là nó nha. Rất là ok luôn. Bao zin bao đẹp cho anh em mình luôn nha. Thì em mới vệ sinh xong, em để dưới em quay rõ ràng cho anh em mình xem rồi em sẽ lắp lên cho nó chạy nha. Con máy còn rất là liền lạc luôn, từ đầu tới đuôi rất là đẹp nha anh em mình nha. Rồi, cho nó chạy cho mình bắt lên cho nó chạy nha anh nha anh em. Đấy, máy đã lên tường chạy ok luôn, máy hoạt động rất là ok luôn nha anh em. Nó đây 5618 nha. Đuôi nó đây. Máy đang chạy rất là êm luôn. Bao zin cứng luôn cho anh em mình luôn. Đây, đuôi 5618 nha. 2018, một con hàng rất là đẹp. Máy chạy rất là êm luôn. Thì những anh em nào nha ở xa theo dõi YouTube chứ lại hình ảnh kết bạn Zalo như số điện thoại để trên tiêu đề nha. Còn những anh em nào ở gần thì tới đến tận nhà luôn, xe máy ok anh em mình luôn, và tư vấn anh em mình phòng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu mét khối nha anh em mình nha. Đấy, máy rất là đẹp. Thì em ngoài còn con em rất còn hàng rất là nhiều nha, tùy theo công suất thì anh em mình có phòng bao nhiêu mét vuông thì em sẽ tư vấn cho bao nhiêu mét khối nha. Thì cửa hàng của em thì nằm tại đường Thăng Nhân Trung, phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bên em có nhận ship của toàn quốc nha, bán với mọi hình thức luôn nha anh em. Bảo hành, không bảo hành, thì không bảo hành thì bên em bảo đảm cho anh em mình về chạy một tuần lễ nha. Đấy, trong không bảo hành thì bao chạy cho anh em mình, bao chạy bao lạnh trong một tầng nha. Thì không bảo hành thì em sẽ giảm 500.000 nha anh em mình nha. Đấy, còn bán bảo hành thì bảo hành 1 năm và nhận lắp đặt từ khu vực Bình Dương, Đồng Nai và Sài Gòn. Đây cũng nói luôn nha, khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn bên em á, lắp đặt á, có nhiều anh chị giờ cứ nghĩ là bao lắp đặt là bao hết công cán các kiểu các cái nha. Thì bên em chỉ bao lắp đặt là bao tiền công, tiền ổn đồng, còn phát sinh dây điện CB rồi các cái trong nhà đồ của anh em mình thì anh em mình phát sinh cho thợ nha. Còn anh em không có bao chọn gói là có máy phải lên phải chạy hay là rã máy xuống lắp máy lên nha anh em. Em chỉ việc lắp máy lên thôi, còn rã máy xuống là chuyện của mấy anh nha. Đấy, thì em có nhiều cái không nói rõ cho anh em mình, bởi vì cái khoản đó ai cũng vậy hết, như điện máy xanh nó vô nó lắp cho mấy anh đó, mấy cái đó nó vẫn phát sinh hết. Còn có nhiều anh em thì cứ nghĩ là bao lắp đặt là bao hết, từ CB với dây điện nguồn, dây điện này, dây điện kia. Em lắp đặt là dây điện là bao gồm trong theo giống đồng thôi nha. Nếu mà bao lắp đặt thì em bao 3 mét ống đồng, bao gồm có dây điện trong đó, còn dây ngoài phát sinh thì anh em mình tự thanh toán với thợ dùm. Em nói cho rõ luôn. Đấy, khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn thì em có nhận lắp đặt nha. Còn xa quá thì em không đi nổi, mà anh mua về tự lắp nha. Còn mà gửi đi á, ship đi á, thì em chỉ gửi máy và remote. Rồi nếu mà có kèm theo biến thì gửi biến thôi nha. Còn em không có gửi dây đồng, không có gửi gì các cái linh tinh nha anh em mình nha. Rồi gửi máy đi, ví dụ như máy 200V thì em gửi trực tiếp máy với remote. Còn mà máy 100V thì em gửi, có lấy đổ nguồn thì em kèm theo cục đổ nguồn nha. Đấy, một con máy 5618 hàng rất là đẹp luôn. Bao zin bao đẹp luôn cho anh em mình luôn. Đầu đuôi. Đây, đuôi nè. Ông luôn rất là đẹp luôn nha anh em. Đấy.
À, con này thì em bán với cái giá là 14 triệu nha anh em. 14 triệu cho một con 568, bao xinh bao đẹp luôn. Chào tạm biệt anh em nha.